Các bạn ơi, bên tay trái mình đang là con ROG Strix G15. Đây là phiên bản sử dụng Ryzen 9 6900HX kẹp với lại một con RTX 3070 Ti. Cái con G15 ở trên bàn đây là cái con G15 thứ 3 mình dùng trên tay trong năm nay rồi. Thiệt ra cái phiên bản cấu hình như thế này thì mình chưa trên tay bao giờ các bạn, tại vì cấu hình này nó khủng quá. Và đây là cái con RTX có đuôi là Ti đầu tiên mà mình được cầm ở trên tay, và cũng là cái con 3070 Ti đầu tiên mà được trên tay luôn. Còn bây giờ thì xin mời các bạn đi sâu vào video để tìm hiểu về sức mạnh và hiệu năng của con Nvidia GeForce RTX 3070 Ti trong năm nay nó ngon như thế nào nha. Trước khi đi đến những cái phần chính của cái content này thì mình xin phép được nhắc lại cho các bạn về những cái điểm nhấn của con G15 này. Thực ra mình cũng chả muốn nói nhiều về ngoại hình đâu, tại vì ngoại hình cũng đã đánh giá qua cho các bạn ở trong những cái content trước kia rồi. G15 năm nay thì ngoài những cái đặc điểm về cấu hình, chất build nó rất là ngon, mình không muốn nhắc lại đâu, thì các bạn sẽ có những cái điểm nhấn như sau. Đầu tiên là năm nay các bạn sẽ thấy là Asus họ khá là siêng trong cái việc là trang bị Max Switch cho gần như là toàn bộ những các dòng laptop của họ luôn. Kể cả những con entry này, những con mainstream và kể cả những con cận cao cấp hay là cao cấp, năm nay đều đã được Asus trang bị những con Max Switch. Ha, Max Switch thì làm giảm độ trễ, và cũng như là khi mà các bạn bật tính năng này lên thì làm giảm cái việc bottleneck của con GPU khi mà xuất lên màn hình của laptop, và nó sẽ đảm bảo cho hiệu năng của con laptop của bạn hơn. Nhắc lại cho bạn nào chưa rõ về Max Switch ha. Bên cạnh đó thì rõ ràng hồi nãy mình đã cũng nhắc cho các bạn rồi, đây là cái mẫu laptop sử dụng con Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Và cái con RTX 3070 Ti này là cái con đầu tiên mình được cầm ở trên tay luôn các bạn. Mình cũng xài qua mấy con 3060 và 3070 laptop cũng nhiều rồi. Và đây là cái con 3070 Ti đầu tiên mình được sử dụng. Bên cạnh một con GPU mạnh mẽ thì bạn cũng sẽ có được một con CPU với sức mạnh cũng cao trình luôn. Năm nay thì các bạn sẽ được trang bị một con Ryzen 9 6900HX ngay trên laptop luôn các bạn. Một con CPU rất nhiều nhân luôn. Và Ryzen 9 6900HX là cái con gần như là, không mà nói gần như thì cũng không đúng nữa, nó là con top end ở trên laptop bây giờ luôn rồi các bạn. Bây giờ đây là cái con CPU ngon nhất của Ryzen đang được trang bị trên laptop. Và bên cạnh đó thì dĩ nhiên rồi, đi với là một cái cấu hình khủng như thế này, bạn sẽ được trang bị RAM DDR5 với tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi bên cạnh đó còn tiết kiệm điện nữa các bạn. Vậy nên là chút xíu mình cũng sẽ chia sẻ các bạn về thời lượng sử dụng pin của con này luôn ha. Và cuối cùng là những cái add-on ở trên cái con laptop này. Đầu tiên mình phải nhắc cho các bạn về màn hình. Màn hình con này đạt chuẩn là 2K 165Hz các bạn nha. 2K 165Hz. Dĩ nhiên rồi, cái cấu hình nó khủng như thế này thì hãng người ta cũng phải trang bị một cái màn hình tương xứng nữa các bạn ha. Chơi game rất là đã. Bên cạnh đó thì bạn cũng sẽ có được cái khả năng tản nhiệt tốt hơn đi kèm với lại cái cấu hình khủng như thế này. Bạn sẽ có được công nghệ tản nhiệt mang tên là ROG Intelligent Cooling. Bởi vì Asus này họ cũng sử dụng kim loại, keo kim loại lỏng ở bên trong đây để tăng cái khả năng tản nhiệt của cái con laptop của chúng ta lên. Và cuối cùng là thời lượng pin khủng. Với 90Wh, và mình nói thiệt với các bạn, từ khi mà mình tháo cái con laptop này ra khỏi hộp á và mình sử dụng á thì lúc đó nó có 92% pin. Mà mình sử dụng với cái cấu hình như thế này nha, để ở cái thiết lập sử dụng pin là balance, thì mình có được thời lượng sử dụng pin là 4 tiếng 13 phút trên con laptop này. Và mình tin chắc rằng nếu như bạn sạc 100% pin trên con laptop này thì bạn sẽ có thời lượng pin dài hơi lên tới gần 5 tiếng. Ok các bạn, hiệu năng là một phần, nhưng mà những cái phần điểm nhấn của những con Nvidia GeForce RTX thì mình xin được nhắc lại cho các bạn. Hầu hết những con RTX đều hỗ trợ, mà chả phải hầu hết là tất cả những con luôn, thì nó đều hỗ trợ cái tính năng là Nvidia Reflex. Để mình nhắc lại và cắt nghĩa lại cho bạn ha. Về Nvidia Reflex thì nó sẽ giúp cho các bạn giảm cái độ trễ khi mà các bạn tương tác với những cái món game, và cũng như là giảm độ trễ tương tác với lại tất cả những cái thiết bị ngoại vi khi mà kết nối với lại con laptop của bạn. Rồi bên cạnh đó nha, với cái tính năng là Nvidia DLSS thì có lẽ là cũng không có quá là xa lạ với các bạn nữa rồi. Khi các bạn chơi một tựa game nào đó ở độ phân giải cao thì các bạn bật DLSS lên thì nó sẽ render một cái độ phân giải thấp hơn lên cái độ phân giải cao hơn bằng trí tuệ AI các bạn. Nó viết tắt là cái gì ta? Deep Learning Super Sampling, là một cái kỹ thuật xuất video nhằm tăng tốc độ khung hình bằng cách hiển thị khung hình ở độ phân giải thấp hơn so với thiết lập gốc, và sử dụng Deep Learning để làm tăng độ phân giải lên. Về căn bản, tức là bạn sẽ có được FPS cao hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm một công nghệ rất là nổi tiếng nữa của những cái con Nvidia RTX nói chung, đó là công nghệ Ray Tracing. Đây là công nghệ dựng hình ảnh dựa theo các cái tia sáng có sẵn ở trong game theo thời gian thực. Ray Tracing nó sẽ dựng lại cái quy trình đó trong một môi trường số. Nói cách khác là với mỗi một cái nguồn sáng ở trong game như là mặt trời, đèn điện, tia lửa thì các đồ họa sẽ nhận biết chúng và tái tạo các hiệu ứng phản chiếu phức tạp khác nhau lên các vật thể xung quanh. Và nó áp dụng được với mọi loại nguồn sáng khác nhau luôn các bạn nha.
Còn bây giờ thì xin mời các bạn đi qua cái phần test game và hiệu năng của mình để cùng làm rõ về hiệu năng của con Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ở trên con laptop này nha. Và bây giờ trên màn hình thì mình cũng đang test cho các bạn về những cái tựa game cũng tượng trưng cho hai cái công nghệ này luôn. Đối với Nvidia Reflex thì mình test với lại cái tựa game Apex Legends, là một cái tựa game mình chơi rất là nhiều và nó hỗ trợ Nvidia Reflex. Có một cái mà mình cần phải clear rõ với các bạn là khi các bạn bật Nvidia Reflex thì đôi khi các bạn cũng sẽ phải hy sinh một vài FPS ở trong game. Tại vì đây là cái công nghệ mà giúp tăng cái tốc độ phản hồi lên, nhưng mà nó cũng sẽ làm cho con GPU của bạn nó hao hụt phần nào đó về cái hiệu năng. Thì khi mà mình chơi Apex Legends thì các bạn có thể thấy là mặc dù mình để 2K, setting là mình để maximum hết luôn, các bạn thấy không? Thì nó vẫn đạt được cái mức FPS luôn luôn nằm ở trên 100 FPS. Còn khi mà các bạn đi sang những cái tựa game hỗ trợ DLSS, giả dụ như là Shadow Tomb Raider mình đang có test cho các bạn nè, chia đôi màn hình cho các bạn thấy luôn ha. Và khi mà mình có tắt DLSS và mình có bật DLSS thì anh em có thể thấy được cái sự chênh lệch về hiệu năng của hai cái setting này. Mặc dù là mình cũng đều để ở thiết lập cao nhất có thể và mình cũng để ray tracing ở ultra luôn, nhưng mà rõ ràng anh em có thể thấy là khi mà anh em bật DLSS thì FPS nó cải thiện một cách đáng kể, gần như là cũng phải hơn tới tận 40%, 50% ha, gần như gấp đôi luôn ấy. Rất là dễ để nhận ra trong quá trình mà các anh em gaming. Đối với lại tựa game Control là một cái tựa game mình biết là anh em rất là thích Control, mình cũng vậy. Thì ra là mình nghe về Control rất là nhiều, một cái tựa game đạt Game Award năm nào mình không nhớ, hình như 2019 2020 gì đúng không? Thì á bây giờ mới được trải nghiệm và mình trải nghiệm được, mình cảm thấy rất là thích về nó, nhưng mà nó có một cái vấn đề là tựa game này nó nặng thiệt. Ở khi mà các bạn bật nó ở 2K và tất cả mọi đồ họa mình để ở maximum setting luôn, ở 2 luôn các bạn, ultra 2, thì các bạn có thể thấy là FPS chỉ loanh quanh luẩn khoảng hơn 50 thôi, nó không có vớ lên được khoảng 70. Nhưng mà khi mà mình bật DLSS thì FPS nó được tăng lên một cách đáng kể, và khi mà mình trải nghiệm cái tựa game này mình bị cuốn theo luôn các bạn, mình ngồi chơi rất là lâu. Và chưa kể nha, đối với con Ryzen 9 này á, khi mà mình có test nó với Cinebench R23 thì các bạn có thể thấy là cái mức nhiệt độ của nó peak ra maximum có khoảng 90 độ C đó các bạn. Thì đối với lại một con CPU có nhiều nhân luồng như thế này và được tối ưu ở 6 nanomet thì mình thấy là con laptop này nó tối ưu cái hiệu năng của tất cả những linh kiện bên trong đây tương đối là hoàn hảo. Và đó là tất cả những gì mình chia sẻ cho các bạn trong content lần này về Nvidia và cũng như là nhìn chung là về hiệu năng của nguyên một con laptop ROG Strix G15 ở trên bàn mình đây. Các bạn thấy như thế nào về sản phẩm này, có thú vị hay không, hiệu năng của nó có tốt hay không, để lại comment phía bên dưới chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video tận giây phút này, đừng quên để lại một like, một share và subscribe như là một sự ghi nhận cho công sức của tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.